Khi đến thăm Brunner Christmas Wonderland, đó không chỉ là một chuyến mua sắm mà là cả một trải nghiệm. Với diện tích xấp xỉ 8 bể bơi Olympic, có rất nhiều thứ cho hai chị em Berlin và Rain Marturello khám phá. Lớn lắm, cửa hàng này thực sự khổng lồ. Chuyến tham quan Brunner's thường bắt đầu với một tấm ảnh kỷ niệm. Từ đó, khách hàng được phát cho một bản đồ để giúp định vị mình và mọi thứ. Ánh sáng lung linh và các trang trí ngoài trời treo dọc trần nhà đã được nâng lên để vừa chỗ cho cây thông Noel cao hơn. Roland cho biết, em thích tất cả các nhân vật Dickens theo lối cũ, các ngôi làng Giáng sinh và các chú Nutcracker ở khắp nơi trong phòng trưng bày, nhưng các đồ chơi điện tử hiện đại được trưng bày là tuyệt nhất. Em thích nhất là người tuyết có thể bật lên. Chúng tôi có hơn 50.000 mặt hàng, cây giả, vòng hoa, 8.000 kiểu đồ trang trí, khoảng 1.500 trong số đó có thể được cá nhân hóa. Trên thực tế, giám đốc quan hệ truyền thông Lori Lipka cho biết các đồ trang trí là điểm nhấn của cửa hàng. Tất cả mọi thứ từ đồ trang trí thủ công bằng thủy tinh cho đến các vật theo chủ đề thể thao và thậm chí cả đồ trang trí mô típ phim. Món chắc chắn được yêu thích nhất là các đồ trang trí quốc tế. Điều này dễ hiểu vì số lưu bút của cửa hàng cho thấy khách tham quan tới từ hơn 100 quốc gia. Chúng tôi thấy có rất nhiều khách quốc tế. Không có gì lạ khi nghe vài ngôn ngữ khác nhau vào bất kỳ ngày nào trong mùa lễ này của năm. Người sáng lập Wally Brunner bắt đầu kinh doanh vẽ bảng hiệu khi còn là một thiếu niên. Sau khi một doanh nhân nhờ ông làm các bảng hiệu Giáng sinh cho thành phố Clare, Michigan, ông đã nhận thấy một thị trường tiềm năng vào năm 1945 và ông đã mở một cửa hàng chuyên về Giáng sinh. Bởi vì đức tin và gia đình là rất quan trọng đối với ông, cho nên Brunner đã làm việc không ngừng nghỉ để pha trộn ý nghĩa tôn giáo của Giáng sinh với thương mại. Ông cũng đảm bảo rằng Brunner's là nơi khách hàng mọi lứa tuổi đều thích. Đó là lý do tại sao những khách hàng trẻ tuổi cần nghỉ ngơi sau khi mua sắm có thể ghé thăm ông già Noel. Tôi thích ở Brunner's vì nó cho tôi cơ hội thực sự nói về ý nghĩa của Giáng sinh. Tôi cho các em một trong những đồ trang trí nhỏ, có mẹ Maria, có thánh Giuse và có chú hài đồng Giêsu. Vì cửa hàng mở cửa 361 ngày trong năm, đó là nơi trẻ em mọi lứa tuổi có thể đón Giáng sinh bất cứ lúc nào các em muốn.